điểm đi. Kéo đỗ xong rồi đấy. Ngon đấy. Sặt sặt này ngon chứ không dừ quá không hấp dẫn. Ừ. Ôi, muốn từ từ hết thì gạo lắng lắm. Nhưng mà rượu trong, kinh khủng rồi. Các anh để bao tháng không? Đồ chum mà. Không uống trong không đau đầu. Cứ không đau đầu được. Rất đau đầu. Anh Khải, anh xong anh thử xem vừa chơi thì bởi vì em lấu em không bao giờ thử. Vừa không anh? Đây nha, hôm nay vào bếp với hai cái chân giò liền nha anh em. Là bị bột lên nước mắm rồi là muối, gừng, xả. Được cái tí làm một mâm, ăn độc môn nha anh em. Nước chấm nha, mắm, chanh, ớt, hạt tiêu. Còn nhiều món khác nữa nha. Hôm nay phải chỉ một món thôi. Đây nha anh em. Linh hơi lâu thôi anh ạ. Xong rồi cho cái gạo lếp này, gạo tẻ, đỗ xanh làm bát cháo. Đĩa rau muống nộp với rau mổ thơm thật. Mua thêm chanh đi không, nó không đủ chua, không ngon, nó không rang lạc thật à? Không, đã rang. Đây là làm nộm mì chuối mì bì lợn này. Bì ơi, lấy ít nạc cái rang ấy, nó mới ngon. Không cho rau mùi đây à? Làm cái anh em lại thèm thèm làm cái hai cái chân giò ăn như chợ phiên luôn nhá. Cứ thái ra là cho vào một mâm thôi. Làm ít cháo cái nước này cho gạo và làm cháo ok. Thêm ít mạch đỏ ra nhé. Qua mình mua trên bán nặng nặng sơn mạch này ăn chất lượng ăn mạch đây trắng rẻ mà ăn chẳng ra cái gì. Cho tí muối vào này. Chín rồi nhé. Còn cái này. Nhìn hấp dẫn không anh em? Hai cái chân giò liền, một cái trước, cái sau. Ok đấy, nguyên mâm. Xương sấu cho vào nồi cháo. Cháo. Luộc cái này lâu thật đấy anh Vi ạ. Phải cho nồi hấp cơ, cam biết để cho luộc vào nồi hấp không? Nồi hấp không là gì, vừa hai cái. Mày luộc cả cái được không? Nó có cả xương thì nó chẳng lâu. Ở cháo bằng xương hình ạ. Bằng thịt luôn ấy. Đỗ gạo lếp, gạo tẻ, gạo bao thai. Xong nồi cháo là vừa. Kéo như này. Thì con phết anh nhỉ. Ăn như kiểu chợ phiên ấy nhỉ. Này là bao thai này các bạn, nó săn hạt này các bạn. Hiếu ăn bán đi Hiếu. Hiếu cơm này. Cơm với cháo. Cháo thắp đường. Mà ra lộn bì chứ, bì mì chuối. Điểm đi. Cháo đỗ xong rồi đấy. Ngon đấy. Sặt sặt này ngon chứ không dừ quá không hấp dẫn. Mời đấy. Ôi, muốn từ từ hết thì gạo lắng lắm. Nhưng mà rượu trong, kinh khủng rồi. Các anh để bao tháng không? Đồ chum mà. Đồ uống trong vừa đau đầu. Chứ không đau đầu được. Rất đau đầu. Anh Khải, anh xong anh thử xem vừa chơi thì bởi vì em lấu em không bao giờ thử. Vừa không anh?